em thanh hòa xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã đến với cái phần chia sẻ của em trong cái video clip ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin gửi tới tất cả quý vị lấy chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và mọi sự an lành trong cuộc sống nhé. À, chắc hẳn là các cô chú, các anh chị cũng đều biết được rằng là thời gian gần đây khoảng hơn một tháng nay thì ở trên cộng đồng mạng đang rất là rầm rộ và đang rất là gây cấn về cái vụ việc uh, bà nguyễn phương hằng sale của công ty đại nam tố ông võ hoàng yên và bên cạnh cái vụ việc đó thì đã xảy ra rất là nhiều những cái vụ lùm xùm những cái vụ tố cáo những cái youtuber chia sẻ có những youtuber thì đồng ý và cổ vũ tinh thần cho bà nguyễn phương hằng còn có một vài youtuber thì họ không đồng tình và họ phản kháng và họ cũng đưa ra những cái quan điểm của họ à, bản thân em thì cũng là một người làm YouTube và cũng theo dõi cái vụ việc này à, em thì thực ra cũng rất là suy nghĩ quý vị à, cũng là người theo dõi cũng rất là muốn chia sẻ một cái điều gì đó về cái vụ việc này thế nhưng mà à, thấy sự việc nó càng ngày càng đi quá xa cả nhà thì à, thôi em cũng chỉ theo dõi thôi chứ cũng không dám chia sẻ bởi vì à, cũng không biết thực hư câu chuyện là sau này rồi nó sẽ đi về đâu và ai sẽ là người thắng và ai sẽ là người thua à, rõ ràng là trong cái vụ việc này ấy, quý vị à, vợ chồng ông dũng bà hằng làm tốt thì chúng ta cũng phải công nhận là ông bà làm tốt những cái việc mà ông bà đã làm còn ông võ hoàng yên nếu quả thực ông là người lừa đảo và ông là người dối trá cộng đồng lường gạt mọi người từ xưa đến nay thì đương nhiên chúng ta cũng rất là mong pháp luật sẽ đưa những cái vụ việc này ra ánh sáng và ông yên phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái lỗi lầm mà ông đã gây ra cho cộng đồng cho bà con cho tất cả mọi người ở trong nước và trên thế giới à, chắc chắn là sẽ có nhiều cô chú anh chị thắc mắc là tại sao ngay từ đầu không làm clip mà đến bây giờ mới làm à, thì như em đã nói là em không tham gia bình luận ngày hôm nay em làm clip này cũng chỉ là em chia sẻ cái sự quan tâm của em nếu như quý vị nào cùng chung quan điểm và cùng chung cái sự quan tâm với em thì bắt đầu từ clip này quý vị cùng đồng hành với em nhé. Quý vị có biết vì sao mà em quan tâm không ạ? Bởi vì là ngày hôm qua em có đọc được một cái lá đơn tố cáo của bạn Michio Phạm Ngà. Bạn này là một nghệ sĩ. Hiện tại thì đang sống ở nước ngoài không sống ở Việt Nam. Bạn có rất là nhiều những cái clip chia sẻ về vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên và trong nội dung những clip đó thì bạn không đồng tình với những gì bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ và bạn phản biện một cách rất là mạnh mẽ quý vị thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với quý vị cái cái đơn tố cáo đó bạn đã gửi Bộ Công an và một số cơ quan ban ngành và bởi vì sao em lại chia sẻ là vì cũng mới cách đây vài phút em cũng mới đọc được một cái tâm thư bà Nguyễn Phương Hằng gửi cho Michio Phạm Ngà thế nên là em mới làm clip này để chia sẻ với quý vị. Rất là mong quý vị đón nhận là trên một cái tinh thần là em cùng quý vị theo dõi nha quý vị. Trước khi đi vào nội dung cái đơn tố cáo của Michio Phạm Ngà và cái bức tâm thư mà bà Nguyễn Phương Hằng gửi cho Michio Phạm Ngà thì em có một cái câu này em đọc được ở trên mạng em thấy rất là hay quý vị à, em chia sẻ với quý vị nhé sống ở đời làm việc không cần mọi người thấu hiểu chỉ cần làm hết sức mình làm người không cần ai ai cũng yêu mến chỉ cần sống ngay thẳng rộng lượng cùng là một kiếp con người sống sao cho khỏi thẹn lòng hổ danh Em hy vọng là quý vị rất là thích và tâm đắc với cái nội dung em vừa chia sẻ nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì em sẽ đọc cho quý vị nghe cái là đơn tố cáo của Michio Phạm Ngà nha quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Đơn tố cáo Kính gửi đội hình sự số 7 Thiền Quang, Bộ Công an Cục Cảnh sát 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội Bộ Văn hóa Thông tin, Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam. Tôi tên là Michio Phạm Ngà, là nghệ sĩ múa, cùng rất nhiều cộng đồng mạng và tập thể hội nghệ sĩ. Tôi xin tố cáo một việc như sau. Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng đã lên mạng liên tục đăng clip phát ngôn tục tiễu, khoe mẽ, khinh mạt, hạ nhục cộng đồng, sỉ nhục nghệ sĩ và xúc phạm đạo mẫu, Bà Hằng đã 50 tuổi, đáng tuổi cha chú nhưng lộng ngôn lộng hành, độc tài, bảo thủ, ích kỷ, tự cho mình quyền cao nhất. Bắt ép tất cả nhân dân phải nghe theo bà, tin bà, phục tùng mọi thứ bà muốn, mọi câu bà nói. Bất kể ai phản kháng, chống lại đều bị bà chửi rủa nhục mạ, cấm đi tự do nhân quyền, tự do ngôn luận, mất đi quyền con người của người dân. Vì bà Hằng có tuổi mà còn phát ngôn lố lăng, mọi hành vi lăng nhục người khác của bà, lời lẽ vô văn hóa ấy đã xúc phạm đến cộng đồng và đặc biệt là bà nói đám nghệ sĩ chỉ được gọi là con là thằng không đáng tôn trọng, là loại sướng ca vô loài chỉ mua vui cho bà ấy, không đáng tôn trọng, không có tư cách. Bất cứ ai trái chiều không đồng tình bà ấy là bà ấy dọa sự, dọa giết, dọa đánh, dọa bỏ tù vân vân. Chúng tôi cộng đồng không phải con cháu hay lính lác của bà ấy để bà ấy có quyền mạt sát chửi rủa khinh rẻ coi thường xúc phạm và ép buộc chúng tôi phải đứng về phía bà ấy bà ta kiện cáo ông võ hoàng yên là việc riêng tư của bà ta nên từ tốn đưa ra chính quyền giải quyết chứ không thể đem thù hận tình tiền riêng tư lên mạng ầm ĩ náo loạn ngông cuồng trong suốt thời gian qua vì vậy ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng Đến tư duy phát triển nhận thức của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong cả nước, ảnh hưởng đến cả nước, chia rẽ bè phái, phân chia giai cấp, xung đột lẫn nhau. Xét thấy bà Hằng đã vi phạm đạo đức, lối sống văn hóa, phát ngôn sai sự thật, phát ngôn thiếu văn hóa, đe dọa, nghênh ngang vân vân. Những điều này ảnh hưởng trầm trọng đến xã hội và sự công tâm bình đẳng của con người, pháp luật cũng ảnh hưởng tới sự tiếp thu thói hư tật xấu vào não những đứa trẻ còn trong sáng ngây thơ. Chúng tôi không có trách nhiệm phải nghe câu chuyện của bà Hằng, càng không có trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát nào của bà ấy vì bà ấy tự nguyện cho tặng, tự thưởng thức vui chơi khi xảy ra chuyện bà ấy phải tự chịu. Chúng tôi không có trách nhiệm mỗi ngày phải nghe bà ấy nói và đứng về phía bà ấy. Đấy là quyền tự do nhận định của chúng tôi bất kể ai không cùng quan điểm ý kiến trái chiều thì luôn phải nghe lời bà ấy đe dọa mà không ai dám lên tiếng phản bác nên tôi và một vài youtuber khác đã công tâm khách quan nói lên sự thật và không chấp nhận được chỉ ra sai lầm của bà ấy nhưng bà ấy cố chấp không nghe không học hỏi không rút lui mà còn đăng đàn tiếp tục công kích phỉ báng chửi bới lăng nhục chúng tôi lăng nhục bất kỳ ai không ủng hộ bà ta những lời lẽ như điếm, con đĩ, con chó, thằng này, con này, mày, tao, con mẹ mày, đập chết mẹ mày, tao tát mày, giết mày, vân vân. Thái độ ngông cuồng bất chấp, khoe mẽ thế lực to lớn chống lưng, phô trương tiền bạc giàu có, phân chia giai cấp, khinh khi người khác, đấy là trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam xưa nay khiêm hòa, nhã nhặn, lịch thiệp, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Nghiêm trọng hơn là bà ta thuê đồng bọn băng nhóm nguy hiểm tính mạng người dân. Bà ta công khai thách thức, dọa dẫm. Thuê Facebook điên tí là dân giang hồ. Mấy ông xăm trổ, đâm thuê chém mướn, nghiện ngập, đòi nợ thuê để nhắn tin dọa dẫm, dọa giết chúng tôi. Bà dọa giết gia đình chúng tôi. Bà Hằng đã vi phạm pháp luật. Điều 155 xúc phạm danh dự người khác. Điều 156 sỉ nhục người khác trên mạng xã hội cộng đồng. Điều 133 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội đe dọa giết người. Đề nghị Bộ Văn hóa Thông tin, Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Cục Cảnh sát, Đội hình sự số 7 Thiền Quang nhanh chóng vào cuộc xử lý hành vi vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng và Facebook điên tí đã được bà Hằng thuê để dọa giết người. Kính mong bộ ban ngành vào cuộc điều tra vụ việc để công dân chúng tôi được yên ổn sống, lao động và làm việc không bị áp lực khó chịu, bức xúc vì mỗi ngày nghe bà Hằng phát ngôn sằng bậy. Tôi cùng cộng đồng mạng, cùng hội nghệ sĩ xin chân thành cảm ơn. Ngày 24 tháng 4 năm 2021. Michio Phạm Ngà. Vâng quý vị, đây là cái nội dung của đơn tố cáo mà Facebook vô thường bốt ở trên kênh của họ. Còn đây là cái bức tâm thư của bà Nguyễn Phương Hằng gửi Phạm Nga được đăng tải ở trên tab cộng đồng của kênh YouTube Lang thang đường phố. Mời quý vị lắng nghe. Tâm thư gửi Phạm Nga. Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi hôm nay thật là hạnh phúc, ngủ được một giấc rất là ngon sau khi xả hết một nỗi sầu riêng trong lòng phương hằng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì hôm qua phương hằng tôi đã chửi cho những con người sống lạc loài vì chúng nó nghĩ với địa vị danh tiếng như tôi tôi sẽ không dám đối đầu đó là một sự khinh thường ngu xuẩn nhất tôi cũng là con người cũng hỉ nộ ái ố như mọi người cái quan trọng nhất là những con người này tôi chưa từng quen biết Cũng không ân oán gì Mà lại chửi tôi như một kẻ thù Từ vô lượng kiếp Cái khốn nạn tận cùng Nó đã dồn tôi Đến tức nước vỡ bờ Sáng nay tôi nghe một thông tin Phạm Ngà đã làm đơn thưa tôi Tôi sợ quá đi mất Nhưng nó quên rằng công an đang triệu tập nó Mà không biết chính xác nó đang ở phương trời nào Nghe giang hồ đồn nó đang ở Dubai nó vừa đu vừa bay Nó múa cột phải không quý vị Em ấy đang đi làm kinh tế Cho nên mỗi ngày phải đi kiếm nhiều cây cột để múa Để kiếm tiền nuôi thân Để có sức khỏe mà ra sức chu chéo Để bênh vực cho thằng võ nằm yên Trong mắt tôi và cộng đồng mạng Nó là một con vô danh tiểu tốt Là con chốt thí của thằng võ nằm yên Thật là tội nghiệp cho một kiếp đàn bà như nó tôi đây không muốn hơn thua với những loại cặn bã xã hội chỉ tiếc cho nó một điều còn trẻ quá mà lại tự đi đào hố chôn mình tuổi trẻ ai cũng có những nông nổi nhất thời nhưng cố tình để nông nổi thì đó là bản chất chị muốn gửi đến phạm ngà em làm đơn thưa chị em đã đặt vé về việt nam chưa chị đây tặng cho em một cái vé vip để đón em trở về Việt Nam và đưa em thẳng vào công an để em gửi đơn thư, để em làm tường trình. Cụ thể hơn, em hãy chụp hộ chiếu cho chị. Chị sẽ đặt ngay một vé cho em. Chị sẽ xin luôn một suất cho em không phải cách ly vì có một chỗ cách ly sẵn cho em tại Việt Nam này. Người quân tử dám nói, dám làm nhé. Đừng có ở đó mà chu chéo như một con chó điên cuộc sống quá khó khăn thì lo đi múa cột kiếm tiền để dưỡng già đi hay kiếm cho mình một tấm chồng tử tế vì em có nói gì thì thằng võ nằm yên nó cũng sắp yên bề rồi không cần em phải lo nữa em cứ lo làm cái nghề múa cột của em đi lo kiếm cột mà kiếm tiền bỏ luôn cái thói đi ăn cắp luôn nhé em em xấu hết phần thiên hạ thiệt là tội nghiệp cũng là phụ nữ với nhau Nhưng sao có những con người mang phần con nhiều quá Tụi em là những đứa lạc loài Sống đến gần 50 tuổi Chị mới phát hiện ra trong thế giới loài người này Có những con người được sinh ra mà không phải là người Sao xấu hết phần thiên hạ vậy em Xấu từ tâm hồn đến thể xác Nếu nói em não cá vàng Thì tội nghiệp mấy con cá cái não em nó toàn chứa phân Nên em mới trở thành một con điên vô cớ Em nghe chị chửi em Em vội vã làm đơn thưa chị Vậy thì cớ gì em lôi chị ra em chửi Vậy chị không xử em mới lạ Cái này là em tạo ra trước chứ không phải là chị Chị quen biết gì cái đám tụi em Mà dẻo gọi tên chị hàng ngày Vài dòng gửi đến em và chờ thông tin em để chị đặt vé VIP cho em về Việt Nam đích thân chị sẽ đi đón em và sẽ tặng cho em một bó hoa để xứng đáng với công lao của em đã góp phần giúp cho thằng võ nằm yên và sẽ nằm yên mãi mãi đó là lời hứa danh dự của chị Nguyễn Phương Hằng à, vâng thưa quý vị đó là nội dung cái bức tâm thư của bà Nguyễn Phương Hằng à, thì thực sự em đến giờ phút này thì rất là quan tâm đến cái vụ việc này quý vị và em chia sẻ những cái nội dung mà em quan tâm cũng là một phần em rất là tin tưởng các cô chú anh chị đang theo dõi cái kênh youtube của em à, thì rất là mong quý vị nếu như cũng có một cái sự quan tâm giống như em về cái vụ việc này thì nếu như quý vị có coi được cái clip này của em thì rất mong quý vị hãy để lại những cái comment và hãy cùng đưa ra cái quan điểm hay là cái ý kiến của mình về cái sự việc này về giữa hai cái bức thư một cái bức thư là đơn tố cáo còn một cái bức thư là bức tâm thư của hai cái người đang đối lập với nhau ở trên cộng đồng thì rất là mong các cả các cô chú anh chị sẽ chia sẻ với em nhé một lần nữa em xin cảm ơn và xin kính chúc quý vị sức khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống xin cảm ơn và xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo của em